Cán bộ cục quản lý thị trường bị tố xông vào nhà dân đánh người. Một cán bộ cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cùng một người đàn ông khác bị tố xông vào nhà dân chửi bới, hành hung một người đàn ông. Ngày 30 tháng 10, cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang xác minh thông tin một cán bộ đang công tác tại đơn vị này có hành vi xông vào nhà dân rồi hành hung người dân. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xông vào nhà người dân ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn rồi chửi bới, hành hung một người đàn ông tên HVL. Theo đoạn clip, mặc dù nhiều người xung quanh can ngăn nhưng hai người đàn ông vẫn hung hãn lao vào chửi bới và dồn người đàn ông vào góc tường, túm tóc, túm cổ áo và tát liên tiếp vào mặt ông L. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 10. Ông HVL và gia đình sau đó đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn xác nhận một trong hai người đàn ông trong clip tên DVT đang công tác tại đơn vị. Hiện đơn vị đang tiến hành xác minh, phối hợp với lực lượng công an để làm rõ hành vi của ông T. Theo vị này, đây là vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự liên quan đến bãi bồi trên địa bàn xã Mai Pha. Nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che.